Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Vân Nguyễn đang ở một xưởng tiện gỗ và Vân Nguyễn có một cái quả cầu vừa mới tiện xong bằng gỗ gõ đỏ nhá mọi người nhá. Tại sao Vân lại tiện cái quả cầu này? Bởi vì là cái cục gỗ này nó hình vuông mà nó cũng bị xất xở nhiều ấy. Thành ra Vân chỉ còn một cách là tiện nó thành một quả cầu để trang trí. Thì Vân Nguyễn sẽ cho các bạn xem nó được biến hình như thế nào khi mà mang đến một cái xưởng epoxy để chế tác và phun bóng nha các bạn nhé. Alo, công ty có ai ở nhà không nào? Em à, chị lại phải sang nhờ bọn em làm cho chị. Đây là chị nhờ các chú là, đây các chú này sẽ nhờ các chú là đổ này chị, nhưng mà chị mệnh hỏa nhá. Mệnh hỏa là lại cũng quả cầu lửa kiểu thế nhá. Một tí thôi. Cái này chị không cần gấp, cái này chị để chơi mà. Lúc nào em làm xong thì xong. Ok, thế tại sao chị để chơi, sao chị không chọn cái mà nó nhiều vết thâm sâu hơn cho nó đẹp? Cái này là thâm sâu nhất rồi, chị muốn cả Vân đẹp lẫn cả cái này đẹp đấy không ạ? Em biết là chị thế là Vân, là Vân đẹp rồi. Đúng rồi. Em không bao giờ chê chị Vân xấu đâu. Đấy. Đấy. Tình hình là thế nhá. Ừ, nhưng mà lần sau mà chị chọn được quả nào đẹp nó gọi là nó điên đảo hơn một tí thì nó đẹp hơn nữa. Đẹp hơn nữa hả? Vâng. Chị chọn được mỗi quả này như này okay. Rồi. Ok nhá. Okay, lúc nào xong ới chị nhá. Okay, hay là có cái quá trình làm thì ới chị sang chị quay nhá. Thật ra là hello các bạn ơi, hôm nay là 30 Tết rồi. Các bạn có nhớ cái quả cầu mà hôm trước Vân bảo là Vân mang đi tiện đúng không? Xong rồi mang đến cái cơ sở để có thể là làm cho nó hoàn thiện và trở nên đẹp hơn đúng không? Đây, ở đây với rất nhiều những cái sản phẩm thì Vân cực kỳ ưng ý với cái quả cầu này của Vân luôn. Bằng gỗ gõ đỏ nha các bạn nhé. Đó, còn nếu mà các bạn muốn tìm một cái cơ sở để thiết kế thi công làm những cái mảnh gỗ của các bạn thì các bạn có thể đến với làng nghề Bãi Ổi. Ở đây có một cái địa chỉ cực kỳ hot hit. Để các bạn vào các bạn xem, mình sẽ tag cái số điện thoại của em ý ở đây, em ý tên là Thi. Mình sẽ tag cái số điện thoại ở dưới cái video nếu mà các bạn yêu thích những cái sản phẩm cũng như các bạn có những cái gỗ mà các bạn muốn mang lên đây làm nhá thì các bạn có thể liên hệ nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và mình đã hoàn thiện xong rồi. Mang về trưng thôi.